Dạ, cả nhà mình đôi chân lang thang và tem của đôi chân lang thang đã dẫn 4 con bò lên tới nhà anh trai bị đá đè cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đây là mẹ ruột của anh trai bị đá đè, và anh này á, là anh rể của anh trai bị đá đè. Thì lúc nãy đôi chân lang thang có lên trên nhà thì không có gặp anh trai bị đá đè ở nhà. Anh trai bị đá đè thì lên trên núi cao cả nhà. Đôi chân lang thang cũng cố gắng đợi, nhờ người thân gia đình á, thì lên kêu anh trai về. Thì lúc nãy là anh trai này cũng ở trên núi cao luôn, dạ. Đi chung với lại anh đá đè, dạ. Thì người thân của anh trai đá đè là kêu hai anh em về, nhưng mà khi mà anh trai bị đá đè về tới đây á, thì nghe gia đình nói là đôi chân lang thang dẫn bò lên cho, thì anh trai là không biết như thế nào, bị tâm lý như thế nào ở cả nhà, thì sợ bỏ chạy. Anh chia sẻ điều này một chút nha, dạ. Thì lý do tại sao mà anh về tới chỗ mà anh thấy em là anh bỏ chạy vậy anh? Lúc đầu thì cũng ở trong trại của bà chị kia đi kêu về, nhưng rồi em khi xuống nửa đường rồi em quay về lại để tìm nói ông thân tới ông, thì ông nói là ông chạy trốn, nó sợ bò nhiều quá. Thứ nhất là sợ nếu mà cho bò lại bò nhiều một là chết, thì anh sợ là không có định tiền định bộ cho mấy anh nhảy, anh sợ ông chạy mất luôn. Bây giờ mà tìm thấy nữa ở nhà, tìm thấy nữa được. Đoạn em chạy xuống thì có ông ở nhà, bây giờ em chạy lên lại làm thấy nữa. Dạ. Dạ. Mến chào cả nhà thân thương. Lời đầu tiên đôi chân lang thang xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Hôm nay mời cả nhà mình trải nghiệm núi rừng nha cả nhà. Hôm nay đôi chân lang thang và những người bạn đồng hành dẫn theo 4 con bò để lên trên núi phóng sanh cả nhà mình ơi. Thường thường là người ta phóng sanh chim, phóng sanh cá, hôm nay đôi chân lang thang sẽ phóng sanh bò nha cả nhà. Mong rằng cả nhà hãy yêu thương đồng hành cùng với tem của đôi chân lang thang hết tập video này nha. Hôm nay hành trình đi rất là xa cả nhà mình ơi. Cả nhà mình nghỉ một chút xíu rồi lại tiếp tục di chuyển cuộc hành trình lên trên núi cả nhà. Không biết mà khi mà hoàn cảnh của anh đá đè được mạnh thường quân yêu thương hỗ trợ 4 con bò là một cái tài sản rất là lớn, không biết cảm xúc của anh ấy như thế nào. Chắc có lẽ rằng là anh ấy mừng lắm cả nhà mình ơi. Hôm nay đôi chân lang thang có nhờ hai vợ chồng người đồng bào Thất Lai hỗ trợ đôi chân lang thang dắt 2 con bò. Còn hai người bạn đồng hành của đôi chân lang thang á, cũng dắt mỗi người một con. Tuy rằng là mệt nhưng mà đôi chân lang thang cũng vẫn cố gắng nói chuyện, chia sẻ đến cái nhà mình những cái hoàn cảnh khó khăn người đồng bào Thất Lai miền núi. Mong rằng cả nhà hãy yêu thương và đồng hành cùng với đôi chân lang thang nha. Và trong rừng sâu luôn cả nhà. Thời tiết trong đây thì rất là mát mẻ. Con đường này là của người đồng bào họ khai thác ra cả nhà. Họ đi lâu năm rồi thành cái con đường quen thuộc. Thì cuộc sống của bà con ở trên đây sống nhờ vào núi rừng cả nhà. Họ làm rẫy, trồng bắp, trồng chuối. Ở trên đây có rất là nhiều hộ dân người đồng bào gốc đây sinh sống. Lên tới nơi đôi chân lang thang sẽ ghi hình chia sẻ đến cả nhà mình nha. Tại vì cái tuyến đường xa quá nên là đôi chân lang thang sẽ cắt bớt những cái đoạn mà không cần thiết hết cả nhà. Dạ, cả nhà mình đôi chân lang thang và tem của đôi chân lang thang đã dẫn 4 con bò lên tới nhà anh trai bị đá đè cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đây là mẹ ruột của anh trai bị đá đè, và anh này là anh
rưỡi của anh trai bị đá đè. Thì lúc nãy đôi chân leo thang có lên trên nhà thì không có gặp mà anh trai bị đá đè ở nhà. Anh trai bị đá đè thì lên trên núi cao cả nhà. Đôi chân leo thang cũng cố gắng đợi nhờ người thân gia đình thì lên kêu anh trai về. Thì lúc nãy là anh trai này cũng ở trên núi cao luôn. Dạ. Đi chung với lại anh đá đè. Dạ. Thì người thân của anh trai đá đè là kêu hai anh em về, nhưng mà khi mà anh trai bị đá đè về tới đây thì nghe gia đình nói là đôi chân leo thang dẫn bò lên cho. Thì anh trai là không biết như thế nào, bị tâm lý như thế nào ở cả nhà, thì sợ bỏ chạy. Anh chia sẻ điều này một chút nha. Dạ. Thì lý do tại sao mà anh về tới chỗ mà anh thấy em là anh bỏ chạy vậy anh? Lúc đầu thì cũng ở trong trời của bà chị kia đi kêu về, nhưng rồi em khi xuống nửa đường rồi em mà quay về lại để tìm, nói ông thân tới ông thì ông nói là ông chạy trốn à. Nó sợ bò nhiều quá, thứ nhất là sợ nếu mà cho bò lại bò nhiều mục chết thì anh sợ là không có định tiền định bộ cho mấy anh nhà, anh sợ ông chạy mất luôn. Bây giờ mà tìm thấy nữa ở nhà, tìm thấy nữa được, đoạn em chạy xuống thì có ông ở nhà, bây giờ em chạy lên lại là không thấy nữa. Dạ. Thì cả nhà mình thấy là anh trai anh đi trên núi cao về là đổ mồ hôi quá trời luôn, rất là nhiều, mà cái lý do thì đi trên leo thang cũng không hiểu được cả nhà. Thì đáng lẽ ra là Mạnh Thường Quân yêu thương tặng bò nhiều như thế này thì đáng lẽ ra là mừng, nhưng mà anh trai này anh lại sợ. Cái vấn đề là nằm ngay chỗ này nè cả nhà mình, là anh sợ là cho bò nhiều quá rồi anh nuôi không được, rồi lỡ con bò nó chết là mình lên là mình đòi lại bò. Thì cái quan điểm của người đồng bào đất lây thì họ có một cái quan điểm như vậy cả nhà, họ sợ. Nhưng mà thiệt ra là em nói với gia đình vậy nè, khi mà đến thăm hoàn cảnh của anh trai bị đá đè thì em có ghi hình chia sẻ lên kênh của em. Yeah. Em là bên chương trình chia sẻ yêu thương. Thì cái hoàn cảnh của anh thì được Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài yêu thương, thấy cái hoàn cảnh của anh khổ, với lại anh cũng bệnh tật nữa, lại có mẹ già nữa, mẹ già cha già, như là Mạnh Thường Quân thương muốn hỗ trợ một số tiền lớn để giúp đỡ cho gia đình có một cái tài sản sau này, để có thể là giúp cho anh trai đỡ vất vả hơn và giúp cho ba mẹ anh trai thì sau này là có một cái tài sản để mình dưỡng già. Yeah. Thì em cũng nói thẳng với gia đình vậy để cho gia đình hiểu ha, bò này không phải là bò của con, bò này là của Mạnh Thường Quân ngồi nước yêu thương. Dạ, thì con chỉ là một người làm cầu nối thôi. Con thay mặt cho Mạnh Thường Quân đến đây mua bò giúp cho gia đình một cây đàn câu. Đó là sau này á, là tùy gia đình nuôi như thế nào đó, là mình cố gắng mình nuôi, mình chăm sóc. Nếu mà lỡ mà có chết đi á thì con sẽ không quay trở lại đòi bò. Chết là ăn. Dạ, con không có đòi. Dạ, này cho là cho luôn á. Dạ, không có lấy lại. Nên là gia đình mình yên tâm nha. Rồi bây giờ là anh trai là ảnh sợ anh bỏ anh chạy rồi cả nhà mình. Giờ không biết phải làm sao. Bây giờ mình đi tìm được không? Chắc tìm chắc không thấy chỗ nào đâu anh. Tìm hồi nãy đi tới chòi tìm không thấy nữa. Giờ là đi nói chung hồi nãy lúc đầu tiên chạy lên, hồi nãy thì ngồi cho bà chị kia lên kêu thì anh cũng ngồi ở đó, thì thấy lực thấy bà cô kia nó là có mình cùng với hỗ trợ 4 con bò. Vậy là anh chạy đi về trước, cuối cùng là em đi quay trở lại để tìm lại không thấy luôn, đi cũng không mắc mê luôn, thấy bao luôn. Dạ, chứ tao sợ là buông con bò lỡ sau này thì như anh nói này thì nhà em muốn đại diện cho gia đình cũng cảm ơn anh đã hỗ trợ một tài sản cho mẹ già và người bệnh đá đè, thì em cũng thay mặt cho gia đình thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ một tài sản rất rất là có giá trị để sau này để dưỡng già cho mẹ già với em đá đè. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là phải có anh đá đè em mới ghi hình chia sẻ bàn giao được. Dạ. Biết sao bây giờ thì còn mẹ già thì sao? Là em là lặn lội đường xa. Đó, em cũng ở rất là xa xôi, em cũng tranh thủ thời gian đi rất là sớm. 6 giờ sáng em đã đi lên di chuyển lên tới đây rồi. Thì ngồi đợi anh với lại anh trai đã đi xuống núi là cũng nãy giờ 1 tiếng mấy 2 tiếng rồi. Biết sao bây giờ, chỉ còn mẹ già đấy. Thì ở đây là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh trai bị đá đè số tiền với lại bò. Đây tiền em có giữ đây. Ở đây thì em có chuẩn bị sẵn là 40 mấy triệu. Với lại 4 con bò. Thì 4 con bò này em đã mua rồi. Đó, mua có giá là 30 triệu 4 con. Yeah. Thì ở đây là 40 mấy triệu nữa. Là tổng cộng số tiền là 70 mấy triệu. Số tiền rất là lớn. Dạ, yeah, đúng rồi. Cái này á, là bắt buộc là phải có anh đá đè em mới trao tận tay cho anh đá đè để cho Mạnh Thường Quân xem được là em. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Cái đó. Trao tận tay cho ảnh để cho Mạnh Thường Quân là tin yêu em, tin tưởng em. Đúng rồi. Đó. Thì bây giờ là gia đình mình sẽ đi tìm ảnh, kêu ảnh
mình giải thích cho anh hiểu là cho chứ không có lấy lại, cho là cho luôn, là được mạnh thường quân tặng là tặng luôn á. Đã buộc này xin đã biết. Sợ bây giờ lấy, bây giờ nó tăng nhiêu, bây giờ nó sao lấy lại. Con không có lấy lại. Nó sợ như vậy á, nó bình á. Dạ, con đi giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Vâng, con giúp đỡ như vậy á, bây giờ nó sợ như vậy á, sợ tăng nhiêu á, tăng nhiêu quá, bây giờ nó chết, bây giờ nó có cái gì mà cho nữa. Không có gì phải sợ hết. Dạ, cái này là Mạnh Thường Quân, tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Nên là bây giờ gia đình mình phải đi tìm và thuyết phục. Nhưng mà rừng núi như thế này thì ảnh nhiều khi em bị tâm lý ở cả nhà. Tại vì sống rừng núi không có tiếp xúc với người kinh nhiều á. Nên là ảnh cũng sợ sợ. Nên mà chỉ mong là gia đình là mình lên mình tìm rồi mình giải thích cho anh hiểu. Đi, anh em mình đi tìm đi. Cả nhà mình không biết lý do tại sao mà anh trai đá đề này ảnh sợ, anh bảo anh chạy cả nhà. Bây giờ là gia đình và tem cố đi trên lưng thang sẽ đi kiếm ảnh và giải thích cho anh hiểu. Theo đi trên lưng thang suy đoán là ảnh bị tâm lý cả nhà. Tại vì trước giờ là ảnh chưa có cái tài sản nào mà lớn như vậy á. Thì hôm nay được Mạnh Thường Quân yêu thương giúp đỡ 4 con bò và một số tiền rất là lớn, nên là anh sợ anh bỏ anh chạy. Mình cũng không hiểu là anh suy nghĩ như thế nào nữa cả nhà. Bây giờ phải tìm thấy ảnh mới bàn giao bò được cả nhà mình. Rừng núi như thế này thì không biết phải kiếm ở nơi đâu nữa cả nhà mình ơi. Mong rằng anh hiểu thì anh sẽ lộ diện cả nhà. Anh kêu đi, anh kêu đi. Qua. Qua. Không hiểu lý do tại sao mà ảnh lại như vậy nữa cả nhà. Bác gái kêu đi, bác gái. Nhiều khi là ảnh nghe tiếng bác là anh trả lời đó. Anh trai kêu đi anh trai. Thoáng. Anh tên gì? Thoáng. Thoáng hả? Thoáng. Thoáng. Này là con rè nè, anh bố nè. Dạ. Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy bác ha? Do tâm lý sao chắc sẽ tâm lý sợ. Cái trò không gặp được mà quá. Có thể là mình gặp ảnh thì mình giải thích cho anh hiểu. Còn đằng này là anh trốn trên rừng trên núi vậy, biết đường nào đâu mà kiếm cả nhà mình. Lên một con dốc rất là cao luôn cả nhà. Rất là mệt luôn. Nghỉ xíu đi bác ơi. Mệt quá cả nhà. Tiếp tục di chuyển lên tìm ảnh cả nhà. Bây giờ lỡ lên rồi phải bắt buộc là phải gặp ảnh để bàn giao cả nhà mình ơi. Bàn giao bò và tiền.
tại vì số tiền rất là lớn. Gần tới chưa anh? Gần tới chỗ đó chưa? Gần tới rồi hả? Cố gắng xíu lên đây. Mình đã lên tới chỗ rồi, mình bắt buộc là mình phải bàn giao bò và tiền. Cái trường hợp này đôi chân lang thang cũng bắt gặp lần đầu tiên á cả nhà mình. Giúp rất là nhiều hoàn cảnh nhưng mà chưa có hoàn cảnh nào mà như cái trường hợp anh trai này. Mà đôi chân lang thang đã giúp đỡ cho ảnh 2-3 lần rồi, chứ đâu phải là lần đầu tiên đâu cả nhà. Thôi, lên trên ngọn núi cao luôn cả nhà ơi. Wow. Ở đây có một cái rẫy của người đồng bào này cả nhà. Họ trồng bắp rất là nhiều. Leo con dốc này rất là tức luôn á cả nhà. Dốc này đứng rất là cao luôn á, rất là mỏi chân. Đi hết nổi rồi. Nghỉ xíu đi bác ơi. Mà nói bác già mà bác đi rất là giỏi luôn, thanh niên như đôi chân lang thang và người bạn đồng hành đi còn không nổi nữa cả nhà. Cả nhà mình bây giờ không biết phải làm sao cả nhà. Đôi chân lang thang và gia đình và tem của đôi chân lang thang cũng hỗ trợ tìm ảnh. Khi mà gặp ảnh thì giải thích cho anh hiểu cả nhà, nhưng mà không có gặp ảnh, tìm nãy giờ thì không thấy luôn cả nhà mình. Thì ở đây là một cái căn nhà ở trên núi cao của ba mẹ anh Đá Đề cả nhà. Thì ba mẹ sống trên đây thì cái nhà dưới thì cũng ở, nhưng mà khi mà cần thiết cái gì thì xuống nhà dưới. Còn mà tháng này là tháng mưa trồng trọt, trồng bắp, trồng chuối thì họ ở trên đây cả nhà. Dạ bác, sao mà con trai của bác lại bỏ chạy vậy bác? Biết gì, mình có biết đâu. Hồi nãy là con trai của bác xuống đây chưa? Chưa. Là đang ở trên rẫy trên cao nữa hả? Rẫy ở trước cao. Bây giờ cái thắc mắc là con không hiểu được là con trai của bác là suy nghĩ cái như thế nào nè, mà tại sao là con tặng bò mà sợ mà bỏ chạy? Biết gì đâu. Theo bác thì con trai của bác đang suy nghĩ điều gì? Bắt đầu có nghĩ đâu. Bây giờ con hỏi bác nha. Bác thấy con lên, lặn lội đường xa lên, dẫn bò lên tặng cho gia đình của mình, bác có vui không? Vui. Bác có mừng không? Nhưng mà mừng thôi, nhưng mà phải có người bên đó, là như lẽ là ba, đó cái đó hay mẹ con á. Bây giờ con nói bác như thế này nè, Mạnh Thường Quân yêu thương anh Đá Đề, muốn giúp đỡ cho anh Đá Đề có một cái tài sản là... Con trai của bác là sợ là con quay trở lại đòi đúng không? Nhưng mà con đã giải thích là con không có quay trở lại, khi mà tặng rồi thì không có đòi lại. Thì hoàn cảnh của gia đình mình thì con cũng đã giúp 2-3 lần rồi. Còn đó là nó không còn gặp nó đâu. Nó chắc chưa xuống à, biết. Nó lên trên núi, buổi sáng lên trên núi chưa có về không biết mà. Bây giờ phải có ảnh con mới bàn giao bò và tiền được. Tại vì đây là một cái số tiền rất là lớn. Con giữ tiền của Mạnh Thường Quân con cũng sợ nữa. Sợ Mạnh Thường Quân là suy nghĩ con là làm không có đúng trách nhiệm. Nên là khi mà có ảnh thì con phải bàn giao bò và bàn giao tiền để con ghi hình, con chia sẻ đến Mạnh Thường Quân xem là con đã trao tận tay bò và cái số tiền của Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ cho anh trai bị Đá Đề. Đó là cả nhà cũng phải thông cảm cho con. Bây giờ là cả nhà cũng phải đi tìm và thuyết phục ảnh. Tại vì con đã dẫn bò lên rồi, đường xa nữa không có thể nào mà dẫn về lại được. Quà cát thì con cũng đã rinh lên rồi. Con cũng đã hứa với Mạnh Thường Quân là con sẽ ghi hình và trao quà tận tay cho anh Đá Đề để con chia sẻ cái clip đó qua cho Mạnh Thường Quân xem. Mà bây giờ ảnh bỏ chạy cả nhà, giờ không biết phải làm sao luôn cả nhà mình ơi. Chưa rồi, hiện tại bây giờ là 12-1 giờ rồi cả nhà. Đi chơi thang cũng chưa ăn uống gì cả.
thì đợi gia đình lên trên núi cao kêu xuống thì mất tầm cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Mà đi tìm mà nãy giờ cũng 1-2 tiếng rồi cả nhà mà cũng không thấy luôn. Hú anh cũng không trả lời luôn, giờ không biết phải làm sao hết. Còn cái đó là phải gặp nó không chưa gặp này là sao nhất cái chỗ là đã biết rồi. Ví dụ là bo cái gì đó. Rồi này đó có không có à. Nó mà đi quá xa quá mệt. Đi sao nuôi. Theo con biết là anh trai bị đá đè là anh bị cái đôi chân là anh đi không có được mạnh mẽ như người bình thường đúng không? Mẹ cháu lình bớ nó ăn vì cha đâu có ai nữa, mẹ cũng bệnh, nó không bệnh chỉ lao động cơ một mình thôi, đâu có ai nữa. Chắc có lẽ rằng là khi mà anh bị tai nạn á cả nhà, thì trong cái quá trình mà thời gian mà điều trị á thì gia đình bán hết tài sản luôn lo cho ảnh, mà bây giờ hình như là anh bị tủi thân á cả nhà, như lại bị tâm lý á, anh ở trên núi á, anh không có ở dưới làng, cũng không tiếp xúc với người kinh mình luôn đó, nên là theo Dương Lê suy đoán là anh bị tâm lý cả nhà, nên là anh sợ, anh có suy nghĩ đó. Theo bác là bác có suy nghĩ như vậy không? Biết chắc nghĩ chỉ từ chiều đó rồi. Không biết đâu. Tại vì ảnh rất là to con, rất là cao ráo cả nhà. Nhưng mà khi mà bị cái đôi chân thì chắc có lẽ là ảnh buồn bã quá, suy nghĩ nhiều quá, nhiều khi anh bị trầm cảm. Đúng rồi, nó bị nó là đâu có khỏe đâu. Nó bị nó là từ mới đã kẹp bữa là đâu có lao động gì đâu. Cứ nó ăn bê bà trong nhà như mấy. Dạ. Là để cha làm rẫy. Nó làm không được đâu, vì nó là nhất cái chú là đầu cái chú là bỏ ông chỗ đó. Dạ. Tính một tháng cứ thuốc dăm đầu là uống nhọc bổ là cứ một tháng là 500. Cái đó là khu cái đó đâu có làm được đâu. Bây giờ là hai vợ chồng bác là lớn tuổi rồi, cũng già cả rồi. Bây giờ là phải làm nuôi lại người trẻ. Thêm nuôi lại trẻ. Bác có thể là cởi cái quá trình mà cái thời gian mà anh trai bị đá đè đó cho những ông bà cô chú anh chị mà chưa biết đến cái hoàn cảnh của gia đình bác á. Cái thời điểm mà anh trai bị đá đè là cách đây bao nhiêu năm bác? Chắc cho con quên rồi, lâu rồi. 10 năm không bác? Mẹ nó biết chắc cha rồi, đâu có biết năm ấy. Cái viên đá mà đè anh trai con của bác là to không? Đá to. Đá đó là lớn. To bằng cái sàn này không bác? Mà bằng cái này. Là từ trên đó đến dưới này. Nó đá đó là như thế này. Dạ. Cuối cùng là nó ngồi ở trên này, ngồi xong rồi tự là đám này là bên này nó kéo ép chỉ cái chỗ lần này. Dạ. Tự mắng 1 giờ đến 5 rưỡi mình tìm những cái chỗ người để mà gờ cái đá đó nó để nó rộng chút mà tha nó lấy ngoài á. Vậy là khi mà viên đá lăn xuống địa ảnh á là từ cái giờ là 5 giờ sáng đến 1 giờ chiều á, 1 giờ trưa á đến là 5 giờ á 4 giờ mới thực hiện chiều mới thực hiện được. Là khi mà nhờ người dân làng ở dưới làng lên đó là bao nhiêu người để lăn cái viên đá đó bác? Gờ cái đá đó là 11 người. 11 người. 11 người đó là đá đó đâu có ra đâu. Cỡ đây kéo buộc phải kéo. Vậy là mình môi dưới đất đó, ha. Môi cho nó chống ra rồi xong mình kéo anh đá đi ra. Kéo nó ra. Dạ. Là cuối cùng là thuyền nó là từ mới trình với cầu đó là đến làng á là 8 giờ tối là đưa đi bệnh viện. Đi bệnh viện là
11 giờ mình đến. Lúc đó là nhà bác có bò, là bác bán bao nhiêu con bò để điều trị cho con của bác? Bữa đó mà bò vẫn còn phải là nhiều, bò có 3 con chứ mấy. 3 con. À, 3 con là đưa cho nó là 2 con, mình chơi lại là chứ 1 con. À. Con bò đó là đâu có ra tiền, con giặt bao nhiêu, cứ một con là 700, hai con là 1.4, ngắn là một con, đi bệnh viện là Sài Gòn làm không được. Dạ. Chắc cái thời điểm đó là cũng khá là lâu rồi, chắc mười mấy hai chục năm trước rồi. Lâu rồi. 1 triệu mấy là 2 con bò là cũng giá tiền thời đó là cũng rất là lớn cả nhà. Bây giờ không biết phải làm sao cả nhà mình ơi, bây giờ phải như thế nào đây, trên lên thang cũng không biết giải quyết như thế nào. Trao tặng bò cho hai bác á, trao tặng tiền cho hai bác thì cũng được thôi, nhưng mà sợ Mạnh Thường Quân á, là trách đôi chân lang thang, mình không có làm hài lòng Mạnh Thường Quân, phải có anh trai đá đề đôi chân lang thang mới bàn giao được cả nhà mình. Bây giờ là phải đi tìm nữa. Bây giờ đôi chân lang thang sẽ tắt máy và để tham khảo với gia đình, rồi đôi chân lang thang sẽ tìm anh trai đá đề để về nha cả nhà. Cả nhà mình đôi chân lang thang đợi rất là lâu rồi, nhưng mà anh trai bị đá đề anh trốn ở rừng núi như thế này thì không có thể nào mà gặp được cả nhà. Rất là mệt mỏi. Bây giờ là gia đình của anh trai bị đá đề với lại tem có đi trên lên thang sẽ đi xuống nhà dưới. Ở trên đây là nhà trên của hai bác cả nhà. Hai bác tháng này mưa, hai bác ở trên đây để trồng trọt. Anh nhà mình thấy bốn bề là núi rừng. Mà nói ở trên đỉnh núi cao luôn á cả nhà. Chắc có lẽ là xuống gửi bò cho hai bác cả nhà. Mình gửi bò rồi, có thể là ngày mai quay trở lại. Giờ chỉ còn có hai phương án thôi cả nhà. Một là sẽ trao tặng bò và trao tặng tiền cho hai bác. Hai bác đại diện nhận cho con của mình. Nhưng mà đôi chân lang thang lại sợ là Mạnh Thường Quân á không có đồng ý. Phải có mặt anh trai bị đá đề mới được. Phương án thứ hai là gửi bò lại, và ngày mai đi trên lên thang sẽ chịu khó đi lên trên đây lại một lần nữa. Có thể là chiều nay anh trai bị đá đề về là gia đình sẽ nói cho anh trai bị đá đề hiểu rằng là đi trên lên thang và Mạnh Thường Quân lên trên đây tặng bò cho anh trai là không có đòi lại, giải thích cho anh hiểu để cho anh ở nhà. Ngày mai lên lại thì hy vọng là sẽ gặp được ảnh và ghi hình tập 2 để cho cái nhà và Mạnh Thường Quân xem và hỏi cái lý do tại sao anh lại bỏ chạy, cái suy nghĩ của anh như thế nào thì phải gặp ảnh mới biết được cả nhà. Cả nhà mình, đôi chân lang thang và gia đình của anh trai đá đề cũng đi tìm ảnh nhưng mà không có gặp ảnh cả nhà, ảnh chạy mất tiêu rồi. Bây giờ không biết phải làm sao nữa cả nhà. Tại vì cái tiếng đường rất là xa xôi. Với lại đôi chân lang thang cũng muốn làm hài lòng Mạnh Thường Quân á cả nhà. Và bây giờ đôi chân lang thang á không có gặp được anh trai nên là không có bàn giao bò và số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh trai được cả nhà. Tại vì số tiền rất là lớn. Ví dụ như là 1-2 triệu á, số tiền nhỏ thì đôi chân lang thang có thể là để cho hai bác thay mặt anh trai đá đề để nhận cái số tiền. Còn cái số tiền này rất là lớn cả nhà, cả 70 mấy triệu, 2.800 euro nha cả nhà mình. Đôi chân lang thang cũng xin phép đọc tên của Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ cho gia đình của anh trai bị đá đề. Mạnh Thường Quân có tên là Ngô Hồn Phong ở Đức Quốc, gửi tiền làm phước cho Hồng Đào và Đông Hải ở Đức Quốc. Mạnh Thường Quân muốn tặng cho gia đình một cây cần câu cả nhà. Tặng cho gia đình là 4 con bò, thì còn lại cái số tiền dư thì gửi tặng cho gia đình. Đôi chân lang thang đã quy đổi ra cái số tiền là 2.800 euro, là đổi ra là 75.600.000 nha cả nhà. Đôi chân lang thang mua 4 con bò là có giá tiền là 30 triệu cả nhà, có 2 con bò đang mang bầu cả nhà mình. Mà lên tới đây thì không có gặp anh trai đá đề cả nhà,
Đưa chân lên thang đã đến 2 lần rồi, cũng dặn gia đình là ở nhà chờ đưa chân lên thang cả nhà. Hôm bữa giờ đưa chân lên thang có nói chuyện với Mạnh Thường Quân, thì hôm nay á, là chiều hôm nay đưa chân lên thang á, là sẽ giải ngân cái số tiền của Mạnh Thường Quân và chia sẻ clip để cho Mạnh Thường Quân yên tâm và Mạnh Thường Quân tin tưởng đưa chân lên thang cả nhà. Nhưng mà bây giờ là cái vấn đề nằm ở đây là rất là khó cả nhà mình. Anh trai này có lẽ là bị tâm lý, anh nghe thấy đưa chân lên thang là tặng cho anh 4 con bò, anh sợ cả nhà. Anh sợ là đưa chân lên thang quay trở lại đồi bò khi mà trong cái quá trình mà tặng cho anh nuôi đó, anh sợ chết đó, đòi lại là anh không có tiền để đền đó, nên là anh sợ anh bỏ trốn. Thì đưa chân lên thang cũng giải thích cho gia đình hiểu cả nhà. Cái trường hợp này cũng làm khó đưa chân lên thang cả nhà mình. Không biết là khi mà chia sẻ tập video này thì Mạnh Thường Quân xem được cái câu chuyện này, không biết là Mạnh Thường Quân suy nghĩ như thế nào. Tại vì đưa chân lên thang đã lên 2-3 lần rồi, mỗi lần đi di chuyển cái tuyến đường rất là xa xôi luôn cả nhà, có mang vác những cái phần quà tình thương. Mà cái hoàn cảnh của bác thì còn đã đến thăm 2-3 lần rồi, chính xác là 3 lần. Đúng rồi. Lần đây là lần thứ 4. Chắc có lẽ là theo đưa chân lên thang quyết định đó, không biết là có hài lòng Mạnh Thường Quân hay không. Đưa chân lên thang muốn là tặng quà cho hai bác, dù gì thì cùng mình cũng đã đến rồi, bò thì mình sẽ gửi cho hai bác. Và cũng muốn là hai bác á, nếu mà tối nay á, anh trai ảnh có về ăn cơm á, hoặc là ảnh có về gặp gia đình á, thì gia đình á là phải nói cho anh hiểu rằng là con lên trên đây con tặng bò là thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Khi mà đã tặng rồi thì không có lấy lại. Bác hiểu ý con không? Biết rồi, nhưng mà nhốt cái chỗ xong còn mấy cháu lên thăm, cái đó là thấy sợ nó bị là chết. Cha chắc cũng, cháu cũng buồn, cha cũng buồn, nhất là chết. Sợ sau này là cũng cảm ơn con, nhưng mà nhất là sống dễ là chết khó. Thì con cũng đã giải thích cho bác hiểu là bò này là của Mạnh Thường Quân tặng cho gia đình mình. Khi mà tặng rồi á là không có quay trở lại đòi. Dạ. Dạ. Thì cả nhà làm chứng cho đôi chân lên thang cho cả nhà. Thì bác thấy lúc trước con đến con thăm gia đình của mình 2-3 lần á. Ừ. Thì con có quay lại trở lại đòi không? Không phải là đòi, nhưng mà cũng cảm ơn cháu. Nhưng mà cái này là nhất là cái bò này là sống, nói như hồi nãy, sống dễ, con thăm những cái chỗ mà có, nhưng mà sợ nó chết, chú cha đâu có không có gì mà bị thương với con. Con đã nói là con không có quay trở lại đòi, khi mà nó tặng cho gia đình mình là gia đình mình nuôi, mình cố gắng mình chăm sóc. Ừ. Còn cái chuyện mà con bò mà có may lỡ mà mất đi á, thì cái đó là cái trách nhiệm của gia đình mình. Ừ. Nếu mà gia đình mình nuôi được thì gia đình mình có tài sản, còn gia đình mình không nuôi được để cho con bò nó mất đi á, thì đó là cái thiệt hại của gia đình mình. Đó là gia đình mình cố gắng nuôi thôi, chứ con không có đòi lại, cho dù có chết đi nữa cũng không có đòi. Bác hiểu ý con không? Biết, nhưng mà sợ nói như nãy, sợ chết, sợ cái gì, cái này cái kia là cha đâu có thay đổi cái gì mà bị thương cho con. Con đã nói là con không có cần bồi thường. Ừ. Bây giờ vậy nè, đêm nay á, nếu mà anh trai đá đè con của bác về á, là bác phải thuyết phục ảnh là ngày mai phải ở nhà. Ừ. Đừng có sợ gì hết, để ngày mai con lên con sẽ trao tặng cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho gia đình của mình. Ừ. Còn bây giờ thì con sẽ gửi lại cho bác là 4 con bò nha. Ừ. 4 con bò này để cho bác chăm sóc giùm con, là tới ngày mai là con lên bác lấy nước cho bò uống và có thể là cắt cỏ cho bò ăn. Ừ. Giùm con một bữa để mai là con lên là gặp anh cha đá đè là con sẽ bàn giao. Có thể là đưa chân lên thang sẽ tham khảo với Mạnh Thường Quân nha cả nhà, rồi để cho Mạnh Thường Quân quyết định. Đưa chân lên thang sẽ làm theo ý Mạnh Thường Quân để cho Mạnh Thường Quân hài lòng cả nhà. Còn bây giờ thì tặng quà cho hai bác, đầu tiên lên thang cũng xin phép rồi đi cả nhà, tại vì cái tuyến đường nó rất là xa, mình cũng tranh thủ mình xuống núi nữa cả nhà mình.
Con tặng quà cho hai bác nha, hai bác hiểu ý con rồi ha. À. Dạ. Con có mang theo là một thùng mì tôm. Quà này là Đội Trưởng Lê Thang đã lên cả nhà. Đội Trưởng Lê Thang gửi lại. Gửi lại bây giờ Đội Trưởng Lê Thang mới tặng này cả nhà mình. Cảm ơn. Dạ, tặng cho hai bác một cái mùng mới nha. Mùng này là của bà Ngoại tặng cho hai bác. Còn cái này là có những cái dây xà bông gội đầu. Và dây này là dầu xả, dầu xả đồ. Mình xả cho nó thơm á. Bác ở trên đây bác có dùng cái loại này không? Nó có. Cái này là xà bông gội đầu, còn cái này là dầu xả. Dạ. Dây dầu xả với lại xà bông gội đầu là của Mạnh Thường Quân có tên là Anh Sinh nha cả nhà. Cái Anh Sinh là bên mảng này á, thì ảnh cũng thương bà con người đồng bào Đắk Lây nên là ảnh gửi một chút tấm lòng của ảnh cả nhà. Này là của Anh Sinh tặng cho hai bác nha. Cảm ơn con ấy. Dạ, tặng cho hai bác một cái áo mưa ha. Áo mưa này là của bà On tặng. Dạ. Thì lúc trước đến thì cũng có tặng quà cho hai bác rồi cả nhà. Rồi tặng cho hai bác một cái mền nha, mền này là của sư cô. Dạ. Rồi tặng cho hai bác một cái giỏng nha. Dạ. Dạ, giỏng này là của bà On tặng. Giỏng mới. Có dây luôn nha cả nhà, chuẩn bị dây sẵn luôn. Và ở đây là cũng có là một cái áo gió, áo ấm nè của bà On. Dạ. Tặng cho anh trai bị đá đì. À. Dạ. Quần đinh này là cũng tặng cho anh trai bị đá đì luôn. Dạ. Tôi chân Lê Thang cũng chuẩn bị là ba cái áo ấm ở cả nhà để tặng cho bác. À, tặng cho bác trai một cái áo ấm nè. Và tặng cho bác gái một cái áo ấm nè. Dạ. Rồi mình này là tặng cho anh trai đá đề nha. Mình này là tặng cho hai bác. Mình này là của bà On tặng nha. Còn mình này là của sư cô. Dạ. Thì ở đây cũng có mang theo một bao gạo 25kg nha cả nhà. Và 2kg cá cơm khô. Dạ. Lúc trước con cũng tặng cho bác cái cơm khô đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thôi bác đợi đây đi, bác đợi xuống đây. Rồi tặng cho bác một ký đường nha. Dạ. Và ở đây là có một hũ chanh muối. Chanh muối này là của bà On. Dạ. Cái này là chanh muối khi mà mệt mỏi, đi làm rẫy mệt mỏi đó. Là nấu nước sôi, rồi múc 2-3 muỗng mình bỏ vào ly á, mình quấy lên mình uống cho khỏe. Dạ. Dạ. Còn ở đây là có một bịch muối tôm khô. Muối này là bà On tặng. Bà On là xay chung với lại tôm khô để tặng cho bà con. Là con hướng dẫn là lấy cái này là chan cơm ăn cũng được, nhưng mà mình chan ít thôi để mặn. Dạ. Dạ, và đây là một chai dầu ăn nha. Một chai nước mắm ha. Một chai xì dầu. Dạ, những cái thiết yếu đã tặng xong rồi cả nhà. Còn cái này là những cái vật thuốc với lại dầu gió. Rồi Đội Trưởng Lê Thang cũng muốn là ghi hình những cái món quà mà Mạnh Thường Quân gửi các nhà, để trao tận tay cho bà con, để cho Mạnh Thường Quân biết là Đội Trưởng Lê Thang đã đến và tặng những cái món quà Mạnh Thường Quân gửi về giúp đỡ cho bà con. Dạ, ở đây là cũng có hai chai dầu thái. Dầu này là để tha bụng nha. Để tha bụng hả? Dạ, tặng cho bác và bác có thể là chia sẻ cho con của bác nha. Dạ. Hai chai này là dầu massage cổ. Dạ, khi nào mệt mỏi đó mình tha lên vai, lên cổ mình bóp nha. Tha ít thôi. Dầu này là của bà On tặng. Dạ. Còn cái dầu gừng này là cũng để tha bụng luôn. Tha bụng và tha xương khớp. Dạ. Chỗ nào đâu thì mình tha. Tha ít thôi bác ha. Dầu này là của chị Lưu Hưng nha cả nhà. Chị Lưu Hưng tặng cho bà con. Và ở đây cũng có một hộp thuốc, là thuốc này là của Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài tặng cho con. Con nhiều quá con xài không hết nên là con nhường lại cho bà con, chia sẻ cho bà con. Thuốc này là thuốc đau đầu nhất răng. Mỗi buổi sáng nếu mà đau đầu á là một ngày mình uống 2 lần, một lần là 1 viên, ăn no trước khi uống. Nhưng mà không cho con nít uống nha, chỉ có người lớn mình uống thôi. Dạ, nhớ nha.
Nha. Cảm ơn con quá. Rồi gạo thì con đỡ đây nha. Dạ. Để cả nhà mình đôi chân lên thang á, tặng quà cho hai bác xong rồi. Đôi chân lên thang cũng có đôi lời muốn gửi gắm đến Mạnh Thường Quân và khán giả. Mong rằng Mạnh Thường Quân và khán giả thông cảm cho đôi chân lên thang. Đôi chân lên thang cũng cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình. Thì hôm nay á là có dắt theo là 4 con bò, đôi chân lên thang mua là 30 triệu nha cả nhà. Con dẫn cái tuyến đường bò lên tuyến đường này cũng rất là xa xôi. Bác thấy con có tội nghiệp không? Không tội nghiệp gì hết, chứ mấy con đem 4 con bò cho lại là gạo, cho lại là đồ mình áo cũng cảm ơn. Dạ. Và đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân này cả nhà mình. 2.800 euro là đôi chân lên thang á, là đổi ra quy ra tiền Việt Nam á cả nhà là 75.600.000 nha cả nhà. Đôi chân lên thang mua bò nè hết 30 triệu, và mua những cái phần quà thì đôi chân lên thang chưa có trừ ra nha cả nhà. Thì hôm nay tại vì không có gặp anh Đá Đề thì trong tay của đôi chân lên thang á là tờ 500.000 nè cả nhà mình, tờ 500.000 với lại tờ 200.000. Đây cả nhà mình nhìn thấy nè, là trên tay đôi chân lên thang là còn lại số tiền là 41.500.000 nha cả nhà. Tại vì đôi chân lên thang là chưa có tính ra, chưa có tính tiền quà nè, rồi những cái tiền mà đôi chân lên thang có nhờ hai người đồng bào để hỗ trợ đôi chân lên thang dắt bò lên đây. Chút xíu nữa đôi chân lên thang có lẽ là xin phép Mạnh Thường Quân chích ra tặng cho mỗi người 500.000 nha cả nhà. 500.000 là tiền công của họ, thì họ cũng khổ, họ cũng bỏ một ngày công họ giúp đỡ mình dắt bò lên trên núi để tặng cho hoàn cảnh anh Đá Đề. Dạ. Thì mong rằng là Mạnh Thường Quân xem được video thì cũng đồng cảm và thông cảm. Con sẽ giữ lại số tiền này. Dạ. Tại cái số tiền này rất là lớn nên là con phải gặp trực tiếp anh trai bị Đá Đề, con trao tặng tay cho ảnh. Tại vì Mạnh Thường Quân là muốn giúp đỡ cho anh trai nên là con cũng muốn làm hài lòng Mạnh Thường Quân. Mong rằng là hai bác cũng thông cảm cho con nha. Dạ. Còn 4 con bò này thì con sẽ gửi lại cho hai bác coi giùm con nha. Hai bác cắt cỏ cho ăn giùm con nha. Bác đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Rồi nghe tối nay là anh trai Đá Đề có về là bác phải nói với anh trai cho anh trai hiểu rằng là con là tặng bò, Mạnh Thường Quân tặng bò, tặng tiền là không có đòi lại. Nên là ảnh ở nhà đừng có sợ, ngày mai con sẽ quay trở lại sớm. Nha bác nha. Mấy con xong lại lên sớm lại hả? Dạ đúng rồi. Thì con sẽ giữ lại số tiền này, ngày mai con sẽ trao tận tay cho anh Đá Đề. Và cô sẽ bàn giao bò luôn. Dạ. Trước sau gì bò này cũng của hai bác, tiền này thì cũng của hai bác để hỗ trợ cho gia đình. Dạ. Rất là mệt mỏi luôn cả nhà mình ơi, rất là thất vọng về anh Đá Đề luôn cả nhà. Không biết anh suy nghĩ làm sao á, chắc có lẽ là anh bị tủi thân á cả nhà mình. Tại vì anh còn thanh niên, anh rất là cao to, nhưng mà khi mà không may mắn bị tai nạn đó, bị Đá Đề thì ảnh ở trên rừng trên núi không cả nhà, đôi khi thì xuống làng thì ảnh cũng không có dám xuống hả bác? Đâu không có xuống đâu, dạ. Xuống. Anh bị tủi thân với lại trang lứa bạn bè hay là gia đình gì đó, thấy cũng thương cả nhà. Giờ không biết phải làm sao hết. Rồi đôi chân lên thang sẽ ghi hình 4 con bò và quay lại sơ cái ngôi nhà để cho những ông bà cô chú anh chị khán giả mà chưa biết đến cái hoàn cảnh của ông bà yêu thương và đồng cảm. Cả nhà mình ơi. Ngồi sau của gia đình bác trai là 4 con bò. Bây giờ đôi chân lên thang gửi lại cho hai bác. Hai bác chăm sóc dùng đôi chân lên thang. Ngày mai đôi chân lên thang sẽ quay trở lại. Mong rằng là ngày mai anh trai Đá Đề sẽ có mặt ở nhà để đôi chân lên thang giải ngân số tiền nha cả nhà. Lúc nãy giờ là đôi chân lên thang có gọi cho Mạnh Thường Quân, nhưng mà tại vì cái khung giờ khác nhau ở nhà mình Việt Nam là bên đó là tối, nên là hai cái khung giờ khác nhau. Mình cũng muốn hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân xem là Mạnh Thường Quân có đồng cảm hay không, để đôi chân lên thang biết đường là có thể là hai bác mẹ của anh trai Đá Đề sẽ thay mặt cho anh trai Đá Đề nhận số tiền này. Nhưng mà đôi chân lên thang gọi không được, liên lạc không được nên là đôi chân lên thang cũng không có dám chào cả nhà. Ngày mai đôi chân lên thang sẽ quay trở lại, mong rằng cả nhà hãy đón xem tập ngày mai, tập 2 để xem khi mà gặp anh trai Đá Đề mình hỏi cái lý do tại sao anh lại bỏ chạy khi mà được Mạnh Thường Quân yêu thương tặng bò và tặng tiền nha cả nhà. Thì trước mặt cả nhà mình đây là hai vợ chồng. Hai vợ chồng đây đang đi trên núi xuống. Đó đôi chân lên thang di chuyển bò lên thì thấy hai vợ chồng nên là kêu lại nhờ là dắt
hai con bò giùm. Tại vì bốn con bò nhưng mà tem có đôi chân lang thang đi có ba người cả nhà. Đôi chân lang thang là người cầm máy quay để trực tiếp quay chia sẻ đến mạnh thường quân và khán giả xem, và hai người bạn đồng hành mỗi người một con, nhờ hai vợ chồng chú dắt mỗi người một con. Thì cô cũng cảm ơn cô chú nha, bỏ một thời gian một buổi dắt bò lên hỗ trợ con. Thì con có một cái món quà ha, món quà tình thương tặng cho cô chú là 2 kg cá cơm nha. Bịch này là bịch 1 kg, và 2 bịch này là một mỗi bịch nửa ký là 2 kg ha. Dạ rồi, tặng cho chú nha. Cảm ơn. Dạ, chú bỏ vô. Và đôi chân lên thang cũng xin phép mạnh thường quân là trích cái số tiền mình ứng trước cả nhà, ứng trước là 1 triệu để gửi tặng cho hai vợ chồng chú tiền công. Hai chồng chú cũng khổ cả nhà, cũng là người đồng bào miền núi, cũng sống mà nhờ núi rừng rồi chú ha. Dạ, con gửi tặng cho chú 500 ngàn nha. Gửi tặng cho cô 500 ngàn. Dạ. Tiền này là tiền của mạnh thường quân nha. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Hôm nay nếu mà gặp anh trai đá đìa thì đôi chân liên thang cũng xin phép mạnh thường quân là trích ra thêm 1 triệu nữa để gửi tặng cho hai người bạn đồng hành của đôi chân liên thang cả nhà. Tại vì hai người bạn đồng hành cũng chịu khó khi mà gặp những cái hoàn cảnh mà xa xôi như thế này á, thì mình cũng muốn giúp đỡ cho hai người bạn đồng hành, tại vì họ cũng có cuộc sống khó khăn, cũng có gia đình, có vợ con, nên là mình muốn cho anh em một cái động lực để anh em có cái động lực giúp đỡ đôi chân liên thang trên con đường thiện nguyện. Sau này mà có những cái hoàn cảnh mà xa xa nữa thì anh em cũng có động lực để dẫn bò phụ mạnh thường quân và đồng hành cùng với mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, hỗ trợ đôi chân liên thang cả nhà mình. Bây giờ xin phép mạnh thường quân là đôi chân liên thang sẽ giữ lại số tiền nha. Một lần nữa là ngày mai con sẽ quay trở lại nha chú nha. Dạ, mong rằng là chú hiểu và thông cảm cho con. Dạ, con cũng làm đúng tròn trách nhiệm của mình. Rồi, gia đình mình vui ha. Vui. Dạ, chú nhớ thuyết phục con trai của chú nha. Cậu bác chứ, xin lỗi. Thuyết phục con trai của bác để ngày mai con lên lại. Dạ. Tại vì con đường xa quá, tội nghiệp cho con. Dạ. Xuống núi trước nha. Dạ, xuống núi trước. Dạ, cảm ơn chú nha. Thôi, bây giờ là con xin phép con rời đi nha. Để ăn nữa. Dạ, bác nhớ cắt cỏ cho bò ăn giùm con nha. Dạ, trước sau gì cũng là bò của mình. Dạ. Rồi, bây giờ là con nói hai bác là hai bác thông cảm. Con cũng không có muốn vậy, mà lý do là tại con trai của hai bác. Dạ, con biết tâm lý của anh sao. Để xem ngày mai thì gặp ảnh như thế nào ha. Cả nhà mình chắc có lẽ là đưa chân lên thang xin gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân Ngô Hồng Phong, gửi tiền làm phước cho Hồng Đào và Đức Quốc, Hồng Đào và Đông Hải ở Đức Quốc rất là nhiều. Con cũng không biết nói gì hơn nữa cả. Mong rằng là mạnh thường quân hiểu. Cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn dành thời gian với báo xem video ủng hộ đôi chân linh thang trên con đường thiện nguyện. Bây giờ đôi chân linh thang sẽ vào bên trong quay sơ cái ngôi nhà của gia đình bác nha cả nhà. Rồi đôi chân linh thang sẽ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, con cảm ơn bác nha. Dạ. Cảm ơn. Bác thấy bò này có đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp mà. Có thích không? Thích. Dạ. Đẹp một phần đem cho bác nữa. Dạ. Đây là một tài sản rất là lớn hả bác ha. Dạ, hai bác cảm ơn mạnh thường quân ấy. Cảm ơn em. Dạ, vỗ tay đi, vỗ tay. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn con á. Phải như là hôm nay mà anh trai đã đi là không có chạy trốn, là tập video ngày hôm nay sẽ suôn sẻ cả nhà. Có một cái cảm xúc và nó rất là vui luôn. Rồi, chú chào con nha. Dạ, đây là không gian của gia đình nhà anh trai đá đìa này cả nhà. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là nhà phòng khách nhưng mà cũng phòng ngủ luôn cả nhà. Ở bên đây là nhà để chén, để xôn nồi chén bát, những cái vật dụng trong gia đình. Còn phía bên đây là chỗ nấu ăn cả nhà. Ở đây thì họ lấy nước ở dưới suối cả nhà, bắt nguồn từ dưới suối là họ kéo ống bắt lên. Bây giờ đôi chân lên thang sẽ ghi hình cái nguồn nước cho cả nhà mình xem nha. Nước ở ngoài đây này cả nhà mình. Đây là cái nguồn nước của bà con sử dụng này cả nhà. Họ có bắt ống bình minh nè, họ dùng cái ống này, họ câu ở dưới suối á cả nhà, thì họ bắt lên đây luôn đó. Cả nhà mình thấy không, nước rất là đục luôn cả nhà mình đó. Khi mà mình xả vào á, là để một khoảng thời gian nào đó thì cái cặn nó sẽ lặn xuống nha cả nhà. Đây cả nhà mình thấy là nước rất là đục, nó lặn xuống rồi họ lấy cái nước trong ở trên họ xài, họ sử dụng.
Tháng này nước yếu quá nhà mình ơi. Đó nhà mình thấy đó, nguồn nước đen thui luôn. Họ xả ra rồi chờ cái cặn nó lặn đi á, rồi nó sẽ trong lại rồi họ dùng cả nha. Đây nha, nhà mình thấy nè. Cuộc sống của họ rất là khó khăn. Dạ. À, chắc có lẽ là Trinh Lan xin phép xuống núi nha cả nhà. Rồi hôm nay một ngày đáng lẽ ra rất là vui nhưng mà cũng hơi buồn chút xíu cả nhà, tại vì thất vọng về anh trai mình đó thì không biết anh suy nghĩ sao. Sợ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh này xem được video thì Mạnh Thường Quân cũng buồn. Dạ, cũng thương Mạnh Thường Quân nữa. Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng giúp đỡ cho bà con. Phải nói là hoàn cảnh này hình như là thì tôi Trinh Lan nghĩ là không có duyên ha cả nhà. Lên 2-3 lần luôn mà không có lần nào được suôn sẻ hết. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Mong rằng Mạnh Thường Quân hãy hiểu và thông cảm cho Trinh Lan thang. Con cũng cố gắng hết sức luôn chú ơi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại ạ.